Chương trình này được tài trợ bởi nhà hàng Che Việt, tọa lạc tại số 484 Ballarat Road, Sunshine, Victoria 3020. Nhà hàng Che Việt với thực đơn vô cùng phong phú là nơi hội tụ của các gia đình, thích hợp cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc chiêu đãi bạn bè. Mọi chi tiết về booking, xin vui lòng liên lạc số 03 9312 0900. xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt Face TV Úc Châu kính thưa quý khán giả của Việt Face TV mặc dù đại dịch Covid-19 có thể nói là đã đi qua thế nhưng hậu quả của đại dịch thì vẫn còn rất nặng nề và đặc biệt là đại dịch này đã thay đổi rất nhiều sinh hoạt xã hội tại Úc trong số đó có cả hệ thống ngân hàng Úc Châu và mặc dù sự lây lan của dịch bệnh đã tạm ổn tại Úc thế nhưng trên thế giới thì mức độ lây lan đã gia tăng trở lại sau vài tháng tạm ổn đặc biệt là sự gia tăng tại các quốc gia ở châu Á như Ấn Độ, Thái Lan và Campuchia. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay của Vietface TV, thứ Sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2021. Đời sống hàng ngày, 300 chi nhánh ngân hàng đóng cửa vĩnh viễn. Trong thời kỳ đại dịch, và đặc biệt là trong thời gian bị phong tỏa, nhiều chi nhánh ngân hàng đã phải tạm thời đóng cửa vì lý do phong tỏa, tạo nhiều khó khăn cho những khách hàng không có phương tiện hoặc không biết cách sử dụng dịch vụ ngân hàng online. Thế nhưng, thời kỳ cao điểm của đại dịch đã qua và sinh hoạt kinh tế của nước Úc đang bắt đầu phục hồi. Tuy vậy, theo nguồn tin từ nghiệp đoàn nhân viên tài chính, thì việc đóng cửa các chi nhánh ngân hàng vẫn đang tiếp tục xảy ra ở mức độ nhiều hơn kể từ đầu năm 2021 và hiện nay số chi nhánh ngân hàng bị đóng cửa vĩnh viễn đã lên đến mức 300 cơ sở trên toàn quốc Úc Châu. Cụ thể thì ngân hàng ANZ đã đóng cửa hoặc công bố kế hoạch đóng cửa 131 chi nhánh, trong khi ngân hàng NAB cũng đã đóng cửa hoặc đang chuẩn bị đóng cửa 45 chi nhánh và ngân hàng lớn nhất Úc Châu là Commonwealth Bank cũng đã tuyên bố đóng cửa 32 chi nhánh của mình. Ngoài ra, ngân hàng Suncorp cũng đã quyết định đóng cửa 20 chi nhánh. Trong khi đó, thì chỉ trong tuần lễ đầu tiên của tháng 4 này, ngân hàng Westpac và các ngân hàng con là Bank of Melbourne, St. George và Bank SA cũng đã bắt đầu đóng cửa hoặc sát nhập văn phòng của 48 chi nhánh. Thư ký quốc gia của công đoàn FSU, bà Julia Angrisano cho biết, Số lượng chi nhánh đóng cửa đã tăng mạnh trong 2 năm qua và con số này đang tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu những năm 2000. Điều này không những làm mất đi hàng ngàn công ăn việc làm của các nhân viên ngân hàng mà còn tạo ra rất nhiều khó khăn cho những cư dân không có phương tiện Internet hoặc không biết cách sử dụng hệ thống ngân hàng online. Trong sinh hoạt ngày này, theo một khuynh hướng cashless, tức là một xã hội không sử dụng tiền mặt, thì dịch vụ ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày của cư dân Úc và việc 300 chi nhánh ngân hàng đóng cửa vĩnh viễn tất nhiên sẽ làm tình trạng này trở nên trầm trọng hơn. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Commonwealth Bank cho biết, Covid-19 đã không thay đổi cách ngân hàng này bố trí các chi nhánh của mình, nhưng đã thúc đẩy khách hàng chuyển sang các lựa chọn kỹ thuật số. Một số chi nhánh của ngân hàng tại các khu vực xa trung tâm đã phải đóng cửa gần đây do số lượng giao dịch giảm gần một nửa trong 5 năm qua. Tổng giám đốc điều hành mảng bán lẻ của NAB, bà Christy Jones, giải thích khoản đầu tư của ngân hàng và dịch vụ và địa điểm hoạt động được định hướng bởi cách khách hàng giao dịch với ngân hàng. Hơn 93% tương tác của khách hàng hiện đang được thực hiện qua điện thoại, video hoặc trực tuyến. Trong năm 2020, lượng giao dịch qua quầy và dịch vụ cơ bản tại các chi nhánh của NAB đã giảm hơn 30%. Căng thẳng Úc chung các ngành xuất cảng của Úc đã bắt đầu tìm được thị trường mới. Các ngành kỹ nghệ của Úc đã bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt thương mại của Trung Quốc hiện đang dần dần khắc phục các hậu quả tồi tệ nhất. Thậm chí, nhiều lĩnh vực trong số này đã tìm được thị trường thay thế, ngoại trừ hai lĩnh vực là rượu vàng và thịt bò. Trung Quốc chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu rượu vàng của Úc và trị giá hơn 1 tỷ đô la mỗi năm và do đó để tìm một thị trường mới thay thế thị trường Trung Quốc không phải là một điều dễ dàng, tuy nhiên không phải là không có khả năng. Ngoài lĩnh vực rượu vang và thịt bò thì những ngành kỹ nghệ khác đã bắt đầu nhìn thấy ánh sáng, đó là các loại sản phẩm bao gồm lúa mạch, than đá, đường, bông vải và thủy sản. Thông tin này đã được xác nhận bởi Viện Nghiên cứu Lowy. Theo cuộc nghiên cứu này thì nếu không tính tới rượu vàng thì nhìn chung các nhà xuất khẩu của Úc đã thực sự bất chấp được lệnh cấm của Trung Quốc và tìm được nhiều thị trường nước ngoài mới tương đương. Số liệu từ Viện Lowy cho thấy xuất cảng sang Trung Quốc giảm 20 tỷ đô la, nhưng tổng lợi nhuận thu được của Úc chỉ giảm 1 tỷ đô la. Phúc trình của Học viện Lowy cũng đã cho thấy xuất cảng sang Trung Quốc giảm, nhưng ngược lại, việc xuất khẩu sang các nước khác như Ấn Độ thì lại tăng cao. Ngoài ra, nông gia trồng lúa mạch cũng tìm kiếm được nhiều thị trường mới Liên đoàn Nông dân Quốc gia cho biết Trung Quốc sẽ luôn là một thị trường quan trọng, nhưng các nước khác cũng muốn có sản phẩm của Úc nhiều không kém. Bên cạnh đó, chính phủ đang giúp đỡ các ngành kỹ nghệ xây dựng thị trường mới bằng việc đàm phán tân hiệp định thương mại tự do với Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu. Woolworths ra mắt túi giấy Made in Australia tại Victoria, Tasmania và Tây Úc. Chuỗi siêu thị Ulworths đã đưa ra một thay đổi đáng kể đối với túi mua hàng bằng giấy thân thiện với môi trường của mình sau phản ứng dữ dội của khách hàng hồi năm ngoái. Trong tuyên bố được đưa ra hôm thứ Hai, Ulworths cho biết họ đã ký hợp đồng trị giá hàng triệu đô la với nhà sản xuất Deadpack để sản xuất túi giấy trong nước. Điều này có nghĩa là kể từ thời điểm này, khách hàng có thể mua túi giấy do Úc sản xuất sử dụng 70% giấy tái chế tại hơn 400 cửa hàng Woolworths tại Victoria, Tasmania và Tây Úc. Ngoài ra thì loại túi giấy mới này sẽ được triển khai tuần tự tại tất cả các tiểu bang và lãnh thổ khác trước cuối năm nay. Động thái này thể hiện một khoản đầu tư đáng kể vào lĩnh vực sản xuất địa phương, tạo ra khoảng 25 việc làm mới và đóng góp vào những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm gia tăng năng lực sản xuất của Úc trong các ngành kỹ nghệ. Nhắc lại Woolworths lần đầu tiên giới thiệu loại túi giấy thân thiện với môi trường hồi tháng 6 năm 2020. Nhưng một số khách hàng đã tức giận khi phát hiện loại túi này được sản xuất tại Trung Quốc. Vào thời điểm đó, một nữ phát ngôn viên của công ty cho biết, Woolworths muốn cung cấp túi do Úc sản xuất nhưng không có nhà sản xuất trong nước nào có thể đáp ứng được việc này. Những chiếc túi được sản xuất tại Úc đáng tự hào của chúng tôi là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ của Deadpack nhằm xây dựng năng lực địa phương cần thiết để cung cấp cho hàng trăm cửa hàng của chúng tôi trên khắp cả nước. Ông Alf Ian giám đốc điều hành của Deadman Group, tức là công ty mẹ của Deadpack, nói rằng Dự án này có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ việc làm cho người Úc cũng như mở rộng lĩnh vực sản xuất của Úc. Đại dịch COVID-19 anh Quốc mở rộng nghiên cứu kết hợp nhiều loại vaccine ngừa COVID-19. Các khoa học gia tại Anh Quốc ngày hôm qua đã xác nhận rằng nước Anh đã quyết định mở rộng quá trình thử nghiệm sử dụng sen kẽ vaccine ngừa COVID-19 sang các sản phẩm của Moderna và Novavax. Công trình nghiên cứu trên có tên gọi là ComCov đã được triển khai vào tháng 2 vừa qua nhằm xem xét liệu việc tiêm hai loại vaccine khác nhau có giúp tạo phản ứng miễn dịch hiệu quả như tiêm hai liệu sử dụng cùng một loại vaccine hay không. Giáo sư Đại học Oxford Matthew Snape, trường nhóm nghiên cứu, đã nêu rõ mục đích của việc nghiên cứu là tìm hiểu liệu xem có thể sử dụng linh hoạt nhiều loại vaccine cùng lúc hay không. Anh và nhiều nước tại châu Âu đang sử dụng vaccine của AstraZeneca và Pfizer trong các chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc. Tuy nhiên, những báo cáo về các trường hợp bị đông máu sau tiêm đã khiến một số chính phủ, trong đó có Pháp và Đức cho rằng vaccine của AstraZeneca chỉ nên được sử dụng cho một số nhóm tuổi nhất định hoặc những người đã tiêm mũi đầu tiên của AstraZeneca nên chuyển sang loại khác khi tiêm mũi thứ hai. Với việc mở rộng sang nghiên cứu vaccine của Moderna và Novavax, giáo sư Snape cho biết, các nhà nghiên cứu sẽ tìm kiếm những người trên 50 tuổi đã tiêm mũi đầu trong 8-12 tuần qua để thử nghiệm. Sau khi tiêm vaccine của AstraZeneca hoặc Pfizer, những người tình nguyện sẽ ngẫu nhiên được tiêm mũi thứ hai bằng vaccine hoặc của Moderna hoặc của Novavax. Mỗi hình thức thử nghiệm sẽ có sự tham gia của 175 người, nâng tổng số người tham gia thử nghiệm bổ sung là 1.050 người. Theo giáo sư Snape, nếu có thể chứng minh việc sử dụng kết hợp các loại vaccine khác nhau mang lại hiệu quả miễn dịch tương tự như khi sử dụng cùng loại mà không gây phản ứng phụ, điều này sẽ cho phép có thêm nhiều người hoàn tất quá trình tiêm phòng COVID-19 nhanh hơn, trong khi nhanh chóng giải quyết được tình trạng thiếu hụt vaccine. Dự kiến kết quả của việc thử nghiệm kết hợp vaccine của AstraZeneca và Pfizer sẽ có sớm nhất là vào cuối tháng này hoặc đầu tháng tới, trong khi kết quả thử nghiệm giai đoạn 2 sẽ có vào tháng 7 tới. Đại dịch COVID-19, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Ấn Độ cao chưa từng có. Thành phố Mumbai ở Ấn Độ chuẩn bị bước vào đợt phong tỏa toàn diện khi mà số ca nhiễm mới hàng ngày ở nước này đã đạt kỷ lục ngày thứ Tư 14 tháng 4. Theo hãng tin Reuters, Ấn Độ ghi nhận kỷ lục 185.248 ca nhiễm COVID-19 trong ngày thứ Tư, nâng tổng số ca nhiễm lên gần 14 triệu người, trong khi số người chết trong 24 giờ qua là 1.026, nâng tổng số người tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ lên mức 172.155 người. Sau khi ghi nhận dưới 10.000 ca mắc một ngày đầu năm 2021, Ấn Độ đã trở thành quốc gia bị dịch COVID-19 hoành hành dữ dội nhất thế giới từ ngày 2 tháng 4. Trong khi đó, thì tại Thái Lan cũng đã ghi nhận 1.335 ca nhiễm mới trong ngày 14 tháng 4, tức là ngày mùng 2 Tết cổ truyền tại Thái Lan. Và đây là số ca nhiễm mới cao nhất trong một ngày tại Thái Lan kể từ đầu mùa dịch đến nay, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này lên mức 35.910 người. Trước đó, vào ngày 12 tháng 4 vừa qua, có tổng giám đốc cục kiểm soát dịch bệnh gọi tắt là CDC tại Thái Lan cũng đã cảnh báo rằng nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả thì trường hợp xấu nhất là Thái Lan sẽ có hơn 28.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong tháng 5. Trong khi đó thì số ca nhiễm trung bình hàng ngày có thể sẽ lên đến 9.140 người và con số thấp nhất trong mô hình tính toán là 1.308 ca một ngày nếu người dân không tuân thủ biện pháp phòng dịch và chỉ 2 ngày sau đó thì những dự đoán của chuyên gia này đã trở thành sự thật khi mà vào ngày 14 tháng 4, Thái Lan đã ghi nhận 1.335 ca nhiễm mới. Trong khi đó, vào ngày 10 tháng 4 thì Thái Lan cũng đã có đến 967 ca nhiễm mới trong một ngày. Tình trạng an nguy thế giới theo tình báo Mỹ Theo một phúc trình mới nhất của tình báo Mỹ về tình trạng an nguy trên thế giới vừa được phổ biến, thì thế giới mà chúng ta đang sống sẽ tiếp tục trong tình trạng hỗn loạn mà một trong những biến động quan trọng nhất là đại dịch COVID-19. Đại dịch này đã gây ra muôn vạn khó khăn không những về phương diện sức khỏe mà còn khiến kinh tế thế giới suy sụp, xã hội đảo điên và tác động tiêu cực đến sự ổn định về an ninh trên toàn thế giới. Ngoài những lý do bất ổn vì thiên tài thì sự cạnh tranh và thách đố giữa các đại cường cũng ảnh hưởng nhiều đến thế giới, cũng như hậu quả của thay đổi khí hậu và những cuộc tấn công mạng ngoài ra phúc trình của tình báo mỹ cũng đã nêu ra bốn quốc gia là tác nhân đã đem lại nhiều bất ổn và nguy cơ cho hòa bình thế giới đó là trung quốc liên bang nga iran và bắc triều tiên một cách cá biệt tức là từng quốc gia hoặc trong sự hợp tác với nhau giữa bốn nước này đều có khả năng tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực cho nước mỹ và các đồng minh của mỹ trong phúc trình này, một lần nữa Bắc Kinh được đặc biệt nêu lên với mối đe dọa về sự trỗi dậy về quân sự, chính trị và kinh tế đang tạo ra nhiều bất ổn trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, kể cả việc tranh chấp tại Biển Đông và Biển Hoa Đông cũng như tại eo biển Đài Loan. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.